Chào mừng các em đến với tiết tập viết tuần 26. Bài học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em cách viết 3 chữ hoa mới. Chúng mình cùng theo dõi xem đó là những chữ hoa nào. À, đó chính là chữ hoa C, D, D. Mình cùng bắt đầu vào bài học. Chữ hoa đầu tiên cô muốn giới thiệu đến các em đó chính là chữ C hoa. Đặt bút ở độ cao 2 ô ly rưỡi, lượn nét cong xuống dưới đường kẻ 3. Tiếp tục lượn nét cong ngược lên giống hết phía trên, sau đó lượn cong lưng chữ C xuống đường kẻ 1. Lượn ngược nét đến đường kẻ 2 và dừng bút dưới đường kẻ 2. Ta được con chữ C hoa. Lưu ý điểm đặt bút, điểm dừng bút. Độ cao của con chữ C hoa là 2 ô ly rưỡi, độ rộng bùng trên là 2 ô ly, độ rộng bùng dưới là hơn 1 ô ly. Cô vừa hướng dẫn chúng mình cách viết con chữ C hoa, chúng mình cùng luyện viết chữ C hoa vào vở nhiều lần. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết con chữ D hoa. Đặt bút ở độ cao 2 ô ly rưỡi, bo nghiêng nét xuống đường kẻ dọc. Đến gần đường kẻ 1 lượn nét thắt, sau đó cong ngược lên đến độ cao 2 ô ly rưỡi, cong tròn xuống dừng bút ở đường kẻ 3. Lưu ý điểm đặt bút, điểm dừng bút. Độ cao của con chữ D hoa là 2 ô ly rưỡi, độ rộng chữ 2 ô ly. Lưu ý thêm độ rộng của nét thắt và độ cao của nét thắt. Cô vừa hướng dẫn chúng mình cách viết con chữ D hoa. Chúng mình cũng luyện tập viết cho cô 3 dòng vào vở. Cô hướng dẫn các em viết tiếp con chữ D hoa. Con chữ D hoa ta viết tương tự như chữ D hoa, cũng đặt bút ở độ cao 2 ô ly rưỡi. Các em cùng theo dõi. Dừng bút ở đường kẻ 3. Sau đó ta lia bút, viết nét ngang con chữ D hoa. Lưu ý, nét ngang con chữ D hoa nằm ở ngay đường kẻ 2. Độ rộng nét ngang con chữ D hoa chúng ta lưu ý. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em viết chữ D hoa. Tương tự như vậy, ta cũng viết 3 dòng con chữ D hoa vào vở cho cô. Áp dụng các chữ hoa cô vừa hướng dẫn để viết hai câu ứng dụng sau. Đi thưa về chào. Câu thành ngữ đi thưa về chào khuyên chúng ta phải biết lễ phép với người lớn. Ở nhà khi muốn đi đâu, chúng ta phải xin phép ông bà, cha mẹ. Ở trường thì xin phép thầy cô. Khi đi về, cần phải chào hỏi mọi người. Chúng ta cùng đọc lại câu thành ngữ một lần nữa. Đi thưa về chào. Áp dụng chữ D hoa mà cô vừa hướng dẫn, chúng ta viết câu. Đi thưa về chào. Khi viết câu đi thưa về chào, chúng ta lưu ý khoảng cách giữa các chữ. Đầu câu chúng ta đã viết hoa con chữ D, vậy cuối câu ta phải có dấu chấm nhé các em. Chúng ta cùng tìm hiểu câu ứng dụng thứ hai. Cá không ăn muối cá ươn. Mỗi chúng ta chắc chẳng ai còn xa lạ gì với cá phải không nào? Cá khi mua về được làm sạch sau đó ướp muối để thịt cá săn chắc và thơm ngon. Nếu cá không ướp muối để lâu thì thịt cá sẽ mềm, có mùi hôi tanh đặc trưng của con cá khi bị ươn và khi ăn vào sẽ không còn thơm ngon nữa. Cả cầu cà rào, cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Nhắc nhở chúng ta phải biết lắng nghe lời dạy của ông bà, cha mẹ, không nên cãi lời ông bà, cha mẹ. Bởi tình cảm của ông bà, cha mẹ dành cho chúng ta là những tình cảm chân thành, gần gũi và thiêng liêng. Chúng ta cùng đọc lại câu ứng dụng. Cá không ăn muối cá ươn.
Áp dụng chữ C hoa, chúng ta viết câu cá không ăn muối cá ươn. Khi viết câu cá không ăn muối cá ươn, chúng ta lưu ý khoảng cách giữa các chữ. Đầu câu đã viết hoa rồi, vậy cuối câu phải có dấu gì hả các em? À, cuối câu có dấu chấm. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Chúng mình hãy viết các con chữ C, D, D, hoa vào vở và hai câu ứng dụng nữa. Sau đó, nhờ ba mẹ chụp hình và gửi cho thầy cô để được thầy cô nhận xét nhé.